Xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin Covid-19 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin Covid-19 hôm nay, ngày 9 tháng 11, mời quý vị khán giả đến với những thông tin trong nước đáng chú ý. Sáng ngày 9 tháng 11 tại Hà Nội diễn ra hội thảo khoa học quốc tế Quản trị khủng hoảng thông tin trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, báo nhân dân và cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc phối hợp tổ chức. Tại hội thảo, các nhà khoa học Việt Nam và Hàn Quốc đã trao đổi kinh nghiệm, phương thức giải pháp quản trị khủng hoảng thông tin. Đây là vấn đề cấp bách khi mà sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã kéo theo khủng hoảng thông tin, đe dọa niềm tin của người dân vào các thiết chế xã hội. Sự tràn lan của tin giả, thông tin sai lệch trên mạng xã hội đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch, đồng thời ảnh hưởng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Do đó, các chuyên gia cho rằng các cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo và nghiên cứu báo chí cần phát huy vai trò trong việc định hướng thông tin, phản bác các thông tin sai lệch cần phải coi kiểm chứng thông tin là trách nhiệm xã hội và nghiệp vụ của cơ quan báo chí. Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng kế hoạch mở lại chuyến bay quốc tế thường lệ từ đầu năm 2022 với cả hành khách có hoặc không có hộ chiếu vaccine. Nhưng hành khách nhập cảnh Việt Nam phải có xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ. Hành khách phải cài đặt và khai báo y tế điện tử, sàng lọc y tế tại cảng hàng không nơi đến. Đối với các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam sẽ theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai từ quý 1 năm 2022, tổ chức các chuyến bay không yêu cầu phê duyệt danh sách hành khách vào Việt Nam của các cơ quan có thẩm quyền, đối tượng là công dân Việt Nam và người nước ngoài. Giai đoạn 2 triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam không yêu cầu cách ly tập trung đối với hành khách mang hộ chiếu vaccine từ quý 2 năm 2022. Giai đoạn 3 khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ theo nhu cầu tùy thuộc vào diễn biến dịch và tỷ lệ tiêm vaccine của Việt Nam và thế giới, triển khai từ quý 3 năm 2022. Thưa quý vị, tính đến ngày 8 tháng 11, toàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 6,1 triệu người đã nhận hỗ trợ đợt 3, tức còn khoảng 1,42 triệu người vẫn chưa nhận được tiền từ gói hỗ trợ an sinh này gói hỗ trợ đợt 3 năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 7.500 tỷ đồng để chi hỗ trợ cho 7,5 triệu người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Gói hỗ trợ được thực hiện chi trả đến ngày 31 tháng 10 đối với hầu hết các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, các quận huyện có số người nhận hỗ trợ đông được kéo dài chi trả đến ngày 7 tháng 11. Tuy nhiên, tính đến ngày 8 tháng 11, còn khoảng 1,42 triệu người, trong số 7,5 triệu người chưa nhận được tiền hỗ trợ. Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 11, ông Võ Văn Dũng, bí thư thị ủy Trảng Bàng, có buổi làm việc với Ban chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Trảng Bàng. Theo báo cáo, trong thời gian qua, số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng đang có chiều hướng gia tăng trở lại, từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11, thị xã Trắng Bàn ghi nhận 538 ca nhiễm. Ban chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Trắng Bàn khẩn trương thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng nhanh chóng khống chế kịp thời các ổ dịch. Bên cạnh đó, thị xã Trắng Bàn đẩy mạnh thực hiện công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 154.510 người từ 18 tuổi trở lên đạt 95,93% tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất một cung đường hai điểm đến liên đoàn lao động tỉnh tây ninh phối hợp cùng công đoàn khu kinh tế tỉnh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho công ty trách nhiệm hữu hạn bao ly việt nam với tổng số tiền là hơn 1,3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí này doanh nghiệp sẽ bổ sung vào bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên người lao động với mức 1 triệu đồng một người nhằm chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp đang phục hồi sản xuất sau thời gian tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch covid 19 Công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Ly Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Phước Đông, hiện có 1.370 công nhân lao động đang làm việc theo phương án một cung đường hai điểm đến, chiếm 30% số công nhân lao động toàn công ty. Tổng kinh phí được trao cho doanh nghiệp là 1 tỷ 370 triệu đồng. để kịp thời truy vết ra soát các trường hợp tiếp xúc với một ca nghi dương tính virus SARS-CoV-2 tại tiệm trà sữa Toko Toko có địa chỉ 58 Hòa Lê Kha, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, đã test nhanh mẫu đơn lúc 22 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Ủy ban nhân dân phường 3 thành phố Tây Ninh thông báo tìm người từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 7 tháng 11 năm 2021 đến các địa điểm cụ thể như sau: ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2021 tại tiệm trà sữa Toko Toko 58 Hòa Lê Kha, khu phố 3, phường 3. Ngày 5 tháng 11 năm 2021, 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, quán cà phê Rin tại 59D, Nguyễn Văn Bạch, khu phố 5, phường 3. 18 giờ đến 20 giờ, sân tennis Hải Đăng, đường Hoài Lê Kha, khu phố 3, phường 3. Ngày 6 tháng 11 năm 2021, 9 giờ, quán mức, đường 30 tháng 4, khu phố 4, phường 3. 11 giờ, quán cà phê Rin tại 59D Nguyễn Văn Bạch, khu phố 5 phần 3. 22 giờ 30 phút, quán bò Trung Đông tại khu phố 2 phần 3. Ngày 7 tháng 11 năm 2021, 8 giờ 5 phút đến 9 giờ, quán cà phê Rin 59D Nguyễn Văn Bạch, khu phố 5 phần 3. 12 giờ, quán ăn Châu Tiến Thành tại đường Lê Duẩn, khu phố 5 phần 3. Ngày 8 tháng 11 năm 2021, 12 giờ, quán cơm Phú Hào, đường Yết Kiêu, khu phố 1 phần 2. 14 giờ Ngân hàng Nam Á, đường 30 tháng 4, khu phố 1, phường 1. 16 giờ hãng xe Ford tại quốc lộ 22, thị xã Hòa Thành. 19 giờ đến 19 giờ 30 phút, sân tennis Hải Đăng, đường Hòa Ly Kha, khu phố 3, phường 3. Người dân đã từng tiếp xúc hoặc đến địa điểm và thời gian nêu trên, khẩn trương liên hệ trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo